Đại thiện đại ác vượt ra ngoài số mạng. Vận mệnh có thể sửa đổi, khả năng sửa đổi ở trong tay mình. Xưa kia có một vị họ Viên hiệu Liễu Phàm, tên Học Hải, là một danh nho đời nhà Minh. Lúc nhỏ chàng hay đọc sách, nhưng phụ thân muốn chàng học nghề thuốc để tế thế cứu người, cho nên chàng liền cải đổi theo học ngành y. Về sau, chàng gặp một vị tướng số dâu dài nói với chàng rằng, ngài có số làm quan, ngài nên đọc sách để có thể làm quan lớn. Vào ngày đó tháng đó thì ngài sẽ đậu tú tài, năm đó tháng đó, ngài sẽ được làm huyện quan, bổng lộc rất nhiều bao nhiêu đó. Rồi năm nọ tháng kia, ngài sẽ được thăng quan tiến chức, bổng lộc bao nhiêu. Cho đến năm 54 tuổi, ngày 14 tháng 8, nửa đêm, ngài sẽ mệnh chung suốt đời không có con cái gì cả. Tin theo lời vị tướng số, Viên Học Hải mới đổi môn học, thì quả đúng như lời tiên đoán, 10 phần linh nghiệm. Sau đó, vì tin tưởng vận mệnh đã định rồi, cho nên chàng chẳng cần tinh tấn, chẳng cầu tiến bộ gì cả, suốt ngày chàng chỉ lo du sơn ngoạn thủy. Sau đó, vì tin tưởng vận mệnh đã định rồi, cho nên chàng chẳng cần tinh tấn, chẳng cầu tiến bộ gì cả, suốt ngày chàng chỉ lo du sơn ngoạn thủy. Một hôm nọ, chàng tới núi Thê Hà, tại đó có một vị thiền sư tên là Vân Cốc. Khi chàng tới bái kiến vị thiền sư này, thiền sư Vân Cốc liền đưa cho chàng một bộ đoàn. Hai người ngồi đối diện như vậy suốt 3 ngày, thiền sư cảm thấy rất là kỳ lạ, hỏi rằng, ngài từ đâu tới, có thể 3 ngày đêm ngồi bất động, chẳng có vọng tưởng, hẳn rằng ngài là một vị kỳ nhân tu đạo. Họ Viên đáp, bởi vì tất cả mọi sự đều do vận mệnh an bài, nên tôi chẳng tham, chẳng cầu, chẳng có vọng tưởng gì cả. Vị thiền sư nghe nói, liền tiếp lời, tôi tưởng ngài là một bậc phi thường, nhưng hóa ra ngài chỉ là một kẻ phàm phu tục tử. Họ Viên nghe thế, lấy làm không vui, mới hỏi rằng, sao thiền sư nói tôi chỉ là một kẻ phàm phu tục tử? Thiền sư trả lời, nếu không phải là phàm phu, thì tại sao lại bị vận mệnh trói buộc? Họ Viên liền hỏi, vận mệnh trốn thoát được chăng? Thiền sư đáp rằng, ngài là kẻ thư sinh đọc sách, sao lại không biết rằng, trong kinh dịch có một câu nói rõ là, thú kiết tị hung, nghĩa là tới chỗ tốt, tránh chỗ xấu. Nếu mà số mạng không thể trốn được, thì làm sao tới chỗ an tường, tránh xa điểm dữ. Họ Viên nghe thấy liền đại ngộ, lập tức đổi tên mình thành Liễu Phàm, ý nói rằng từ ngày hôm nay về sau mình không còn là kẻ phàm phu nữa. Từ đó chàng luôn làm việc thiện, tích phước, tích đức, khiến những điều mà vị tướng số nói không còn linh nghiệm nữa. Viên Liễu Phàm sống đến hơn 80 tuổi, có 3 người con, bởi vậy vận mệnh không phải là nhất định, điều tốt xấu, kiết hung cũng không phải nhất định. Cổ nhân nói rằng, quân tử tạo mệnh, người có đạo đức, chính nhân quân tử, thì có thể sửa đổi được vận mệnh, siêu xuất khỏi số mệnh mình. Tại sao có điều chẳng lành xảy ra? Đó là vì trong tâm mình chẳng lành, mình luôn trồng những thứ nhân ác thì đương nhiên sẽ gặt những thứ ác báo. Nếu như mình có thể sửa đổi lỗi lầm, làm lành tránh dữ, thì mình có thể tú kiết tị hung. Từ chuyện này mà suy ra rằng vận mệnh có thể thay đổi, mà chính năng lực thay đổi đó lại ở trong tay mình. Rằng đại thiện đại ác vượt ra ngoài số mạng. Ha ha ha, buồn sắc mô đi số ha.